Hello cả nhà, xin chào cả nhà nha anh. Hôm nay mình đi sửa cái điện thoại cả nhà ơi. Cái điện thoại của mình bị rớt á. Cái đầu bị u xe gì nè. Cái đầu nó bị nứt cái màn hình đó cả nhà. Cho nên mình phải đi. Hôm nay mình đi chợ nè cả nhà. Để mình sửa lại, không biết nó có nứt luôn ở trong cái màn hình không hay là nứt ở ngoài thôi. Cho nên mình phải tranh thủ đi, trời mưa cả nhà, tạnh mưa mà mình tưởng nó còn mưa cho nên mình che dù nữa. Mình phải đi sửa. Của hổm mình đi làm á cả nhà. Cái điện thoại nó rớt. Cái điện thoại nó rớt á. Cái vỏ chứ phải, cái vỏ nó rớt á. Cái bị nứt cái màn hình đó cả nhà. Không biết có nứt vô tới trong không nữa. Để một hồi mình đi chợ. Mệt quá. Mình đi chợ coi bữa nay cái chỗ mà dán màn hình điện thoại còn bán không. Cái điện thoại này mình mua lúc mình mua cả nhà thì không có dán cái miếng dán dày. Mình dán cái miếng mỏng. Mình tưởng đâu á là họ dán cái miếng dày cho mình, ai dè họ dán cái miếng mỏng bể rồi mình mới biết. Nó rớt cái điện thoại rớt mà mình cứ lo không à cả nhà. Mình sợ là cái điện thoại nó bể á, nó hư á, cái tốn tiền nữa. Cứ chăm chú vô lụm cái điện thoại lên rồi đi về luôn. Ai dè mình cái cục sạc điện thoại của mình á cả nhà. Nó nằm ở trong cái vỏ á, mình đâu có hay đâu, nó nằm trong cái vỏ á. Cái mất tiêu luôn, cái cục sạc luôn. Cái sáng hôm sau mình lại mình coi, mình kiếm á, cả nhà không thấy nữa, mất tiêu rồi. Chắc mình nghĩ người ta lụm hay sao, hay là những cái người mà quét rác. Hết hồn. Những cái người mà quét rác á cả nhà. Sư hồ đâu? Những cái người quét rác á, quét rồi gom dục luôn. Cái xe của chồng mình á, hồi nãy á, bị ngập nước á cả nhà. Hồi nãy nó bị chết máy làm hết hồn chứ, tưởng đâu lộ bộ chứ. Tưởng đâu là lộ bộ là chợ rồi. Nhưng mà bây giờ trời mưa á cả nhà. Trời mưa lâm châm. Nó mà chết máy giữa chừng là đẩy xe về luôn á. Ở bên đây á cả nhà thì xe hư á, thì điện thoại lại cho người ta. Cái người ta lại người ta sửa xe cho mình. Còn nhẹ thì người ta sửa tại chỗ, còn nặng thì người ta lôi về xưởng, về cái chỗ tiệm sửa xe của người ta cả nhà. Mà đây trời mưa nè. Hồi nãy trời mưa lớn lắm luôn á, chồng mình nói trời mưa mà ngập nước luôn á cả nhà. Thì không biết nó có mở không nữa, không mở. Mình nói với chồng mình hoài luôn á, cái điện thoại này phải dán cái miếng dán, nó không bị mình xài điện thoại á cả nhà, không có kỹ á, sợ nó bị nứt màn hình này kia, bị bể này kia đó. Mà chồng mình nói dán rồi cãi không à, bây giờ mới đụng ra mới biết là cái điện thoại mình á là chưa dán. Họ dán cái miếng mỏng lét rồi cả nhà, miếng giống như miếng băng keo vậy đó, vậy không miếng băng keo thôi. Cái nó bị nứt rồi, bị nứt không biết có phạm vô cái điện thoại của mình không nữa. Cái mình lấy cái miếng băng keo cá nhân, miếng băng keo trong á, mình dán lại cho nó đừng có động tới, mình sợ bị nứt á. Rồi bữa nay mình đi coi nè, đi hỏi coi ở chợ có dán không, còn dán không. Mình sợ là trời mưa họ không dán thôi cả nhà. Thì mời cả nhà cùng đi với mình nha, cho cả nhà xem cái điện thoại của mình bị nứt nè cả nhà thấy không? Không biết cái này hình như không có thấy rõ cho lắm nè. Cái điện thoại của mình nè cả nhà, mình lấy miếng băng keo mình dán lại nè. Nó bị nứt rồi đó, cho nên mình sợ bấm trúng nó rồi cái nó bị nứt ra đó, rồi phạm tới cái màn hình chính ở trong đó, cho nên mình dán băng keo lại nè. Hình như không có thấy rõ cả nhà ơi. Thì đó, rồi mình đi chợ coi họ có dán cho mình không, kêu họ dán miếng dán. Mình nghe nhỏ bạn mình nói miếng dán không có nhiêu tiền hết á, cỡ 5 đồng ở bên Mã, 5 đồng bên Mã là khoảng 25 ngàn á, tiền Việt Nam mình á cả nhà. Đây mình lại tới chợ nè cả nhà, nhưng mà chưa vô tới. Đây nè cả nhà, mình tới chỗ nè. Đi xuống xe là phải bịt khẩu trang liền nha cả nhà, không bịt khẩu trang là bị phạt 1.000 mã đó. 1.000
tiền má là tương đương với lại 5 triệu rưỡi tiền Việt Nam mình đó cả nhà ơi, chứ không có rẻ đâu nghe, 5 triệu rưỡi đó. Chồng mình đem theo cây dù sợ mưa, hồi mưa đó nè, mưa ướt nhẹp đường luôn, thấy cả nhà thấy không? Đây là khu chợ nè, đây là khu chợ. Mình vô tới trong đó cái đầu mình quét mã. Đây cả nhà mình vô tới rồi nè, trời mưa lâm dâm nè cả nhà ơi, trời mưa lâm dâm. Bây giờ dịch bệnh á, không có nhiều người bán nữa đó, không có đông như hồi đó nữa cả nhà ơi. Mình sẽ lại chỗ dán điện thoại trước đi. Đây là chỗ bán hủ tiếu nè cả nhà, mài cho cơ cao. Cái này là bánh bánh khoai môn đó cả nhà, bánh khoai môn ở Malaysia, bánh này ngon lắm á. Bánh khoai môn này ngon lắm á, ở trên mặt là có đậu phộng, có hành nữa. Đó, một hộp tôi sẽ nảy ha, một hộp này. Chỗ này là bán là người qua đó cả nhà, có cái bánh bánh tôm nữa nè. Có sông chúa đó. Thôi vào nhau cho cơ y cơ. Có bánh này là bánh tôm á, bánh bột chiên á cả nhà, có để tôm nữa nè. Cái này ăn ngon lắm nghe, chồng mình mê ăn món này lắm. Y phen dâu mình kêu lấy một cái mà sao lấy hai cái. Thôi chồng mình nói lấy thôi kệ lấy đi. Đây là cả nhà. Bây giờ còn sớm á cho nên ít người á, trễ xíu đông người lắm, với lại trời mưa đó cả nhà. Đây là mì xào, bún gạo xào á cả nhà, nó có hai loại nè, cái loại màu đỏ, cái loại màu này là xào tương, xào nước tương. Cái này là xào không có để nước tương á. Còn đây là xung quanh nè cả nhà ơi, bên kia là đậu hũ dồn dưa leo. Ý, chồng mình không biết che dù để làm cái gì nữa, che dù mà hả đưa cái đầu của mình ra mưa không luôn. Đây là chỗ nào bán rau câu nè cả nhà. Ít người chứ không có nhiều cả nhà ơi, trời mưa đó cho nên hả không có nhiều người bán á, trồi trắng khoai à. Chồng mình hả đi còn hơn là đánh giặc nữa, muốn đi còn hơn chạy giặc nữa. Chợ nè cả nhà, ở bên đây thì hả muốn dán điện thoại ra chợ cũng có nữa cả nhà, chứ không cần đi vô siêu thị, không thì vô những cái chỗ. Đây là cái quầy bán đồ cục tóc này kia nè. Đó. Mình rồi chiên thêm mía ù khai. Rồi, bữa nay tí cho Ben. Đây là cả nhà. Đây là chỗ dán miếng điện thoại nè. Đây mình đưa điện thoại cho người ta dán. Đây mình đưa cho người ta dán nè cả nhà. Dán băng keo này thấy đáng thương thì mình đứng ở đây, trời đang mưa cả nhà, cho nên mình đứng ở bên ở đây hả, mình dán điện thoại á. Ở ngoài chợ rồi có ba cũng có dán rồi, chứ không có cần vô tiệm điện thoại nha cả nhà.
mình dán loại đó là miếng dày, miếng dán dày 15 đồng, 15 đồng là tương đương khoảng 8-90 ngàn tiền Việt Nam mình á. Đây là anh chồng của mình. Anh chồng của mình có ngày liếc liếc hoài. Hôm nay chợ vắng que cả nhà ơi, không có đông. Trời chợ vắng đó, cho nên hả người ta không có mở nhiều nữa. Với lại bây giờ dịch bệnh đó. Đó, cái điện thoại của mình đã xong. Ảnh lau lau chùi chùi cho mình. Xong rồi. Xong rồi, cái điện thoại của mình đã xong rồi. Dán cái này mình thích nè. Cái này trắng vậy cu luôn, hình hô ở xe, hình soạn, băng xiên nào. Đây là nước ép, hồi tưởng xe hủy lại, chèo đi cơ. Chỗ bán nước ép đó cả nhà. À, dao. À, dao. Đi thẹo. Đây mình ăn gỏi cuốn nè cả nhà. Trời ơi, vẫn đi như đánh giặc vậy đó. Cái này gỏi cuốn ở đây đông lắm. Đâu phải tùy chắc gì tàu ghê chắc gì ngon. Đây là cái bản hiệu của họ nè cả nhà. Chồng mình không có vô, trời ơi ông lôi mình còn hơn là lô mèo nữa. Đây hủ tiếu, cái đó là hủ. Đây là chỗ bán trái cây Ali. Lựa đu đủ, mình lựa những trái mổ dịch đó cả nhà. Ba chồng mình nói lựa mấy trái mổ dịch đó thì nó ngọt hơn. À, nó không phải ngọt hơn mà dạng như nó... Ừ đúng rồi, nó ngọt đó cả nhà. Nó ngon. Đây là cái chỗ bán trái cây của người qua. Còn kế bên đó là bán bún mì xào. Chỗ này cũng đông lắm đó nghe, tại vì trời mưa, bây giờ trời mưa thôi. Phở xào chứ không phải mì xào. Ở đây cây cần ở đây á. Cây căng ở đây hả, họ căng xong á, cây nó có hiện giá tiền lên cho mình luôn á. Ở trong đó nó có bán mặn, có bán mặn nữa kìa cả nhà. Còn đây là chú sữa vàng. Ikesi đó hả sến? Này là vú sữa vàng á cả nhà. 15 đồng một ký. Đây nè. Đây là vú sữa vàng. Đó, nó có hiện giá tiền. Giờ mưa rồi nè cả nhà ơi. Mưa lâm râm rồi, lâm râm rồi. Hồi giao cho cơ xùy. Đây là nước mát á cả nhà. Là hăng quả nấu với lại nhãn khô.
với lại ta kêu bằng mứt bí á cả nhà. Còn ở bên đây là khu trái cây nữa nè. Trời ơi, đói bụng quá cả nhà ơi. Đây, đợi lấy chả giò rồi gì à. Đói bụng rồi đó. Đây nè cả nhà, chả giò nè. Họ bịch miếng mũ lại cho mưa đựng tạt đó cả nhà. Đó, chả giò có hai loại, loại tươi, loại chiên. Loại này ăn cũng ngon lắm cả nhà, cái này là món của người Hoa đó. Ở bên đây ở Malaysia đó thì người Hoa đi mà qua đây á ăn món người Hoa là bình thường thôi nha cả nhà. Tại vì bên đây có người Hoa, người Mã, người Ấn Độ. Đi Malaysia là ăn được 3 món. Chứ bên khởi gì tham ảnh thì khởi gì chi. Đi từ nãy giờ á, bây giờ người ta mới mở đường đèn điện lên á chàng ơi. Đây là chỗ bán bánh mì nè. Chỗ bán bánh mì quen thuộc của mình. Mình ăn đây là ăn mối luôn rồi đó cả nhà. Ăn đến nỗi mà người ta mua, người ta gặp mặt hai chồng mình, người ta bán rẻ luôn. Loại nào ta? Được không? Ăn riết không biết ăn gì hết. Là mình mua, mình thường mua này về để mình nugget chip bãi sơ Japan. Ở đây bán chợ là phải đợi bán giá hết nha cả nhà. Không đợi bán giá là nhiều khi á họ nhà nước người ta công an người ta đi lợi á, người ta quét á thì mình hình như là họ sẽ bị phạt đó nha cả nhà. Để bán giá hết luôn. Đây bảng giá nè. Đây là bánh trứng gà. Đây là bánh trứng gà. Và dâu xin tán sơ, xin sơ, xin sơ. À. Pandan. Pandan à. Y cơ. Chực cô à, y cơ tải, y cơ hoảng à. Mình lấy hai loại cô liền. Y chực cơ to, y cơ thì móc đót hả phu dao là đây bánh mì là bánh mì tươi á nha cả nhà. Bánh mì người ta làm xong người ta ra đem ra bán liền luôn á, ăn nó ngon, nó không bị khô. Xong rồi đó cả nhà, đi về thôi. Nói đi về chứ đi tành tài có gì ăn không mua. Ở đây á, khu chợ này là khu chợ ăn vặt, là người ta vừa đi vừa ăn đó cả nhà. Mà bây giờ trời mưa á, với lại dịch bệnh nữa, đa số là người ta mua đem về, chứ người ta không có vừa đi vừa ăn giống như hồi đó nữa. Đó, cả chỗ đó cũng là dán điện thoại đó cả nhà. Nhìn anh chồng mình đi nè. Ê đúng men luôn nha. Trời ơi, tự nhiên. Đây là cái chỗ bán trái cây hồng nè. Đây, hồng đây. Miếu xẻ to xẻ nè. Đúng rồi. Chị bán cây. À, lục lắc xàm anh. Lục lắc xàm anh. Điêu ly Yên à.
Ở đây họ bán trái nha cả nhà, chứ không có bán ký giống mấy bên Việt Nam mình. Họ bán, họ tính là 6 trái, cái này là bán tùy theo chỗ nữa. 6 trái 10 đồng. Họ bán mình sáng treo 6 trái 10 đồng. Điều ly sữa khoai hả? Đó, à, chàng đi xe gì ạ? Cái này là gì đây? Không biết bán gì nữa. Mà đèn đẹp quá. Đây là bán bắp, bán mít đồ nè cả nhà. Măng ca giáo sư mà. Chột. Đó, xong rồi đó. Nhìn nè, trời mưa hả? Trời, đi mắc mưa cả nhà ơi. Anh chồng của mình thôi, mình về thôi cả nhà ơi. Mưa càng ngày càng lớn rồi, mình tranh thủ về mới được. Dù mau về. Mưa càng ngày càng lớn rồi cả nhà ơi, mình tranh thủ về. À thôi, video của mình đến đây kết thúc thôi cả nhà. Xin chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo của mình nha. Bye.